Nghe, tôi là quản lý và bầu xô mà có mấy người mà hát cái gì vậy? Người ấy có tốt với tôi như anh tôi đã từng yêu. Em hát cái bài này á không đúng với sở trường. Sở trường của em phải là cải lương. Dạ. Bây giờ em phải hát lại cải lương cho tôi. Vào chỗ đi. Dạ. Anh ơi, tình của đôi ta là một kiếp trước vừa trúng lâm tiền gặp gỡ nhau đi. Để gặp nhau đi thì mỗi tình đầu ngàn lời chúng tí lời nói. Hôm nay chẳng nghe cho kỹ dù cho trăm nắng ngàn cây. Em cũng nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái. Đừng để đôi ta vào dòng cô ải duyên nợ ba sinh sắp bài từ muôn kiếp trước. Chàng hãy đến đây mà nghe em nói. Em nói chàng nghe rằng em đã yêu chàng. Thấy chưa? Đó là một câu dòng cổ rất là hay. Dẹp cái này qua một bên, bắt đầu ra bộ hát bài Hồ Quảng nào quen quen, hát đi. Sen 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 sen. Chờ chờ. Như ta đây là sổ canh chi bảo. Hỏi con tiện tì, hỏi con tiện tì. Hỏi con tiện tì. Mày chỉ cái để ta đập mày à. Ta đang đầu tư cho mày đó. Mày chỉ chỗ khác, mày chỉ dưới đất. Hỏi con tiện tì. Mày cứ chỉ mặt tao, mày kêu con tiện tì không à. Hỏi con tiện tì à. Mặc bộ đồ xanh kia. Xèn 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 xèn. Em là rất có duyên. Dạ. Anh sẽ lăn xe em trở lại. Còn dạ thằng Bình, nghe đồn là em là diễn rất là hay. Mà em bỏ diễn em đi hát không? Bây giờ tôi muốn em diễn lại. Cô. Dạ. Sẽ là người tình của cậu này. Hai người chia tay vì cha mẹ ngăn cấm. Đây, rồi. Tôi làm ông cha cho. Dạ. Em. Anh. Anh dặn dọn đồ chưa? Dọn rồi. Tại sao em cười vậy? Dọn. Hả? Với dặn anh nói em nghe không có rõ. Anh dặn em dọn đồ chưa? Dọn rồi. Em dọn chưa? Dọn rồi. Em đừng cười nữa được không? Em không có cười. Dặn đó. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tao cấm cuộc tình này. Dạ sao? Thằng này không xứng đáng với Đa Định Minh. Đúng rồi, thằng đó không xứng đáng đâu chú. Mày đó. Tao nói cho mày biết, nỗi nhật ngày mới, mày không bước ra khỏi ngôi làng này, gia đình mày sẽ bị tao đóng gông. Đất ruộng tao lấy lại hết. Dạ thưa ông. Mày nói chuyện với tao mày cười cười sáng mày bật tay vậy? Dạ thưa ông. Ông ơi, bây giờ ông giàu quá rồi. Ông cũng nhiều ruộng, nhiều đất, nhiều nhà, nhiều cửa. Ông có duy nhất đứa con à. Bây giờ con ông cũng đâu có phải còn trẻ đâu. Giờ thôi ông... Trời ơi, năn nỉ mày có chấp nhận một cái thằng người yêu mà nó sỉ nhục mày trước mặt tao vậy không? Dẫu biết rằng con có thành hôn với ai chẳng đi nữa thì ba vẫn về với tuổi. Ba đứng đây má ở trên à. Thì à, con cũng nở ba, 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 má cũng nở mặt mày chơi lối xóm bà con à. Còn à, anh à, đây à, là một thanh niên à, có học thức lại đàng hoàng. Em vô cùng à, sung sướng. Tao biết mày sung dữ lắm. Tao ta lấy chồng rồi nào mày? Mày điên hả? Khi thấy ba có một thằng rể. Thằng rể. Đúng như lời má ước mong à. Ba cho con lấy anh đi ba ơi. Con chết con không có anh là con sống không có nổi ba ơi. Bác ơi, bác cho con lấy em đi bác. Con không có tiền con không chịu nổi đâu bác ơi. Ủa ba... không, con không có em mà con không chịu nổi đâu. À, ông ơi, ông ơi. Anh ơi, trong mày mới anh... nghe nó nói không? Dạ. Không có tiền, con không có chịu nổi. Trời ơi, sao tiền bạc như vậy? Không chịu nổi. Em không có chịu nổi. Ba ơi, anh khóc quá trời, ba ơi. Anh khóc nước mắt anh quá trời, trời đất ơi. Cho nó buông kia. Nước mắt mày đâu?
Nước mắt lưng tròng tôi mất. Đàn ông không tao được không ơi. Thấy một cục nào luôn chứ mày xạo lưng tròng hả mày? Đợi con xíu. Mày có thể nào lấy một cái thằng ơi, ông cho con lấy em đi ông ơi. Cho con mượn vàng. Ủa con lộn. Cho con mượn áo. Con không nước mắt ông ơi. Con nghĩ ơi, nghĩ ơi. Hai người phải diễn cái đoạn nào tình cảm cho tôi coi. Cậu phải diễn sâu lên. Diễn lại. Hai đứa yêu đương đi. Không cấm cản gì hết. Yêu đương. Bây giờ mà em bắt anh lấy vợ rồi. Trời ơi. Anh lấy vợ anh bỏ em sao? Giờ anh biết sao giờ đây? Đâu có được. Làm sao mà anh nghe lời ba má anh hả? Chứ bây giờ ba má anh có mình anh con trai à. Mà giờ anh không nghe lời ba má không có được. Sao bây giờ anh nói câu phủ phàng vậy? Bây giờ anh tính sao? Anh phải chống cự lại ba má anh chứ. Ôm em đi. Giang. Em ơi. Dạ. Người ấy. Dạ. Ai vậy? Trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Ai vậy? Ai vô vậy? Chồng cô đó. Chồng người nào? Chồng ở quê. Mà bảo là ai vậy? Đi về ngay. Anh đi về trước đi. Cô có biết cô bỏ chồng bỏ con, họ hàng người ta chửi như thế nào không? Tôi đi làm kiếm tiền, tôi lo cha con anh. Tôi không cần tiền của cô nữa. Vậy chứ từ nào giờ tôi làm tôi đưa tiền chứ sao giờ nó không cần nhỉ? Tôi không chấp nhận hai người ôm nhau mà nói lời yêu thương ở đây. Trời ơi. Không có em vậy mà ông chủ em nè. Em ơn ông chủ em nè. Đây nè, hai đứa tôi yêu thương nè. Trời ơi. Đất ơi, em yêu nghề quá. Má hay quá mà. Em là nghệ sĩ mà. Em ăn trong máu rồi mà bây giờ anh nói anh không cho em làm nghệ sĩ chắc em chết quá. Làng mình bây giờ cũng phát triển lắm em ạ. Mọi người cũng đã lập ra phường hát. Và ở đó em có cơ hội để gìn giữ những nét đẹp truyền thống ca hát. Anh tin là cuộc sống của chúng ta không quá dư giả nhưng cũng đầy đủ. Mà thằng này nó buồn cười nhỉ. Con vợ thì miền Nam mày miền Bắc. Bây giờ ra ngoài đấy bảo nó ca trù à. Với lại bây giờ anh kêu là em giữ. Em không có hát cái đó được. Này bây giờ anh kêu ca anh trù giữ được không? Này, đẹp truyền thống sao được nữa. Đây là vợ tôi vào đây. Vợ tôi mới nhại tiếng bây Nam giờ nó vợ ca tôi là được không? Nó ca trù được không? Mên mang phù dâng yên tử. Hay quá đi. Tên nam riêng nam chúc lan chiều. Đây mày bị đưa vợ mày về đi nha. Cho nên đứa này nó trù một hồi công ty tao sập tiệm ha. Đi, không trù thì thôi, trù là chết hết. Chúc hai người ôm nhau mà ấm áp. Vợ chồng tôi về đùm bọc lẫn nhau. Đi em. Thôi đi nha. Anh chủ ơi, vậy giờ chỉ đi rồi tìm đầu tư, chỉ đầu tư cho em nha. Bây giờ tôi sẽ đầu tư cho cậu. Dạ. Nhưng với một điều kiện. Dạ. Kỳ quá hò. Không chịu quan đâu. Quan trọng là cậu có chịu hay là không. 200 bông nha. Hai cái live show nha. Với lại 50 cái MV mới chịu nha. Quỷ hả? Tới biểu. Ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Cậu dạ. Biết tôi ra đưa ra điều kiện gì. Mà dạ. Cậu đứng đó cậu múa rồi cậu liếc thấy tôi. Em đang nghĩ đến là ông chủ sẽ nói là với một điều kiện là phải chia cho ông chủ 70%, em 30%. Thì em mới nói là à ok, vậy ông chủ phải cho em 50 MV trong năm nha, hai cái live show. Đó thì ông phải vào đầu tư vậy thì em mới chia được 70, 30 cho ông chủ chứ. Với một ca ông chủ. Cái gì? Có việc quan trọng. Chuyện gì? Vợ tôi quên cái là Cậu thấy không? Nhiều khi làm công ty ca nhạc nó khổ lắm. Có những cái mà nó không bao giờ tôi tưởng tượng được. Em là một người thông minh. Nói chung là nhạc của em á, nó nghe nó là mọi người dễ cảm tình. Nhưng cái cảm tình có đi sâu vào hơn nữa hay không á, là do cái kinh nghiệm sống của em. Em thấy gì ông Vũ? Một con đường mà dẫn đến gần đến trái tim người ta nhất chỉ là con đường từ trái tim đến trái tim thôi. Cho nên là đa số nhà em viết là toàn là tình cảm chân thật. Đúng, chính xác. Và tôi quyết định sẽ đầu tư cho em. Dạ. Và từ nay trở đi em ráng cố gắng đầu tư chất xám của mình để làm sao cho dòng nhạc của em nó có một cái nét riêng. Chúc em may mắn. Dạ, em cảm ơn ông chủ. Coi mày làm gì mày đứng ngồi đó vậy? Kêu mày. Ai vậy? Tôi kêu mày chứ kêu ai? Nhà này có mình tao với mày chứ tao kêu ai giờ? Mà tao nói hoài à, bữa tao để tao chở về đi một hai à, ngựa dành chở để cho sụp ổ gà cho gãy mẹ hai cái cổ. Chơi thì cũng biết dưỡng sức mà chơi. Mặc dù là tao rủ mày chơi thiệt mà mày chơi mày không có biết kiềm chế, mày chơi xà láng không à.
Chị không phải, chị uống hết ba chai rượu. Chắc là tôi dành tôi chở giùm quá. Tôi không lo cho tính mạng của tôi bộ. Ủa mày lo cho mày không hả? Bởi vậy thằng này nó sống chị em mà nó nói như là người dân nước lã vậy đó. Trời ơi trời, tôi thương nó dễ sợ luôn vậy đó. Tôi ăn chơi, tôi rủ nó ăn chơi là tôi thương nó quá trời đúng không? Trời ơi thương ghê. Bà mày vú ơi. Trời ơi, tôi ngồi tôi nói chuyện với thằng này đó tôi mệt quá à. Bà vú. Dạ dạ vú đây. Vú à vú. Dạ đây 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 đây. Dạ à, dạ 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 dạ. Vú. Tôi là chị nè. Trời ơi, Vũ ơi. Ai thương Vũ nhất? Nhà này hả? Đúng. Không ai thương Vũ hết trơn á. Thôi Vũ, tôi sát nước quá Vũ ơi. Vũ vô lấy nước cho tôi uống đi. Nó từ từ đi, để Vũ từ từ. Bây giờ con là không được ăn cá biển, không ăn tôm, không ăn cua, không ăn thịt bò, ăn gà ngứa lắm. Vũ ơi, con thích ăn thịt heo, bây giờ con ăn cái gì vậy? Vũ ơi, đói bụng quá, Vũ ơi. Trời ơi, đói bụng quá, con không ăn thịt heo, thịt gà gì hết trơn á, con ăn cá đi. Ăn cá cho sáng mắt. Cá là cá biển không à, không được. Mà không cá lóc xác đi chợ mua cũng không có. Thôi được rồi, thôi thôi, cho bây giờ Vũ lấy miếng nước cho con uống trước. Vũ ơi. Mày phải chi mà mày nghe lời tao, giờ một mình tao cũng được, một mình tao bị thương thôi, mày ngồi đó mày lo cho tao. Kêu thịt cá không mà giờ bà bưng cái gì cái tô đây bà Vũ. Cổ gậy không quay đầu được. Vũ dời cái mâm qua đây ăn cơm. Dạ dạ. Vũ con cũng gãy cổ mà. Vũ để xác con. Thôi giờ Vũ vậy đi ơi. Hai đứa nói tao đập cái là gãy cổ nữa bây giờ. Bây giờ ngồi yên đó, ngồi yên mà. Bây giờ tôi cho ăn hay không là quyền của tôi à. Trời ơi cô đây. Cũng vậy đó. Lớn rồi. Mẹ cha thì không có. Lý ra là tôi bỏ cái nhà này tôi đi rồi. Tại vì tôi thương hai đứa. Đúng rồi. Giờ không có lấy chồng luôn. Bây giờ giống như vú già rồi ở đây lo hai đứa con. Mà con cũng kỳ lắm nha. Nói sao nữa. Ăn chơi sao á. Thôi thì vú nhỏ gì mặt nhỏ như thư sinh vậy hà. Cho nó theo con thì sao được. Trời ơi thì con nghĩ đi đâu. Chị em thương nhau rồi con đi rồi con lo cho nó. Cái gì vậy? Hồi nãy đòi ăn cá biển cá ơi. Mà đồ đó nó đậu cái này. Nhìn mà cái mặt có cái nét gì nó kỳ kỳ vậy. Còn thôi ăn cái con này được không? Nó quýt quát nè. Được không hả ông? Hết tới bụng đi ngủ. Con đi đâu vậy? Đi ngủ vô rồi. Vô đánh chết nha. Ăn cái vô coi coi. Ăn coi. Cắt miếng coi. Vũ ơi con nó bụng. Ê quên con buồn ngủ rồi Vũ ơi. Ờ nó chơi không cho ăn này. Thôi hồi nấu cháo cho ăn. Tại vì bà hôm thấy con ăn á, cho nên như tưởng món này là món khoái khẩu của con khẩu. Thôi giờ con khoái không? Không khoái. Khẩu con này không khoái à? Không khoái luôn. Cần khổ con á khẩu bây giờ. Thôi vậy em này nha. Nó chơi thôi ngồi đó đi con. Mày ngồi xuống đi chứ mày đi vòng vòng tao chóng mặt quá bệnh. Bác sĩ dặn mới cử động. Tự nhiên à. Ở trong nhà tự nhiên có hai cái cổ. Mà giờ đơ hết vậy đó. Đợi. Bà Vú ơi con kêu bà Vú đem đồ ăn mà bà Vú rinh gì nghĩ vậy? Khỏe. Hôm nay không nấu gì chứ cho tụi bay chừa. Bác sĩ dặn nên đi vòng vòng. Hôm nay là ngày birthday của con. Con nhớ không? Cho nên là tặng quà cho con nha. Mấy cái đồ quý giá thì Vú cất đi. Con đâu có xài. Con chỉ cần Vú thôi. Chị cứ lấy đi. Vú tặng mà chị cứ lấy đi. Vũ. Công tình của Vú mà. Trên đời này con thương Vú lắm. Vú cất giùm con cái này đi. Cái luật của nhà này cho. Thôi nè bây giờ luật của nhà này á, là em là lấy cái này ra cho chị nè. Rồi chị còn lại đó. Bây giờ vậy nếu con cầm cái con này lên. Con nào Vú? Con thích con nào con cầm con đó. Con nào con cũng không thích nữa. Nhưng mà buộc con phải thích con. Giờ con phải bắt cho Vú. Bà Vú. Nè. Ủa? Nè mấy đứa nhỏ nó bị bệnh hả? Ông đi đâu vậy? Nó cử ba cái đồ biển, nó cử thịt heo đồ này nọ hết trơn hết trọi. Nghe thằng này nè. Hả, tội nghiệp quá. Hư quá. Nè, tới đây chú nói bạn, con. Bạn trai vô. Thôi chú. Thôi chú. Ai vậy chú? Coi bây giờ nó nghe nè. Bây giờ là bác sĩ dặn là phải đi vòng vòng nè. Dặn đi vòng vòng nè. Thôi bây giờ mọi người tiếp khách đi, chị tiếp rồi khách đi. Con. Cứ con cái mày cứ đi vòng vòng là bác sĩ nó trừ tiền gia đình này mà cứ con đi vòng vòng đi, hồi này từ từ nó xuống à con. Đi xuống dưới kia ngồi luôn bây giờ à. Thôi mà, không có được đâu mà. Bây giờ tôi nói bà nghe, bị bà nghe thằng Bình á nó không có ăn đồ biển được. Cho nên là tôi kêu thằng Tư nhà tôi đó. Mùa quê mình đang mùa chuột mà. Đó mà tôi kêu thằng Hai nó đi bắt. Đó, nè, đây nè, coi nè.
mà nó bắt không có con nào hết trơn. Rồi phải đem cái bánh tét qua để cho chị nó em nó ăn đó. Vậy không thôi, có gì hết. Rồi xong quá rồi, thôi tôi về nha. Cái gì mà cục đạt ở trọng gì mình nói. Em đây, em đang bắt tập thể dục, bác sĩ dặn tập thể dục. Vậy tập qua mày tiếp khách kìa. Ơ bác sĩ dặn. Bác Tư ơi. Ơ này. Có cái bánh mang sang cho mà ăn cơ, khổ quá đi. Thế thôi mà hai đứa cứ né tránh hàng xóm láng giềng, chán hết cả người. Thôi chịu nghe chưa, con nhát như vậy mình đi đua xe đua ơ đua cổ làm cái gì? Bây giờ gãy cổ nè, thôi giờ bắt con này vô tôi nấu chanh chua lương. Lương là nó lạnh đi. Trời Vũ ơi, Vũ bắt đi. Vũ nào giờ Vũ đi chợ, Vũ làm bếp nút rồi kia nọ, Vũ bắt mấy này ai con có bao giờ đụng tới bếp nút đâu mà Vũ. Giờ Vũ bắt vừa để đây nha. Trời ơi gì kỳ vậy, Vũ bắt vừa đưa đây nha. Vũ thôi Vũ ơi, thôi nghỉ, thôi nghỉ ăn Vũ ơi. Tôi đem chồng đi thôi, con nghỉ ăn. Thôi nghỉ ăn. Cái da nó kỳ quá, cái da nó. Nghỉ ăn đi Vũ ơi, nghỉ ăn đi Vũ ơi. Nãy giờ thì theo như con ngồi trong con quan sát camera thì thấy không ít lần giật mình đúng không bà chủ? Cái luật trong cái nhà cười này và trong cái phần này, nếu hai em mà gan dạ thì dù hỏi thử thách là bắt liền, còn lại cứ đùng qua đẩy lại là cũng đã thua rồi. Chỉ là phải trừ 20 triệu cơ, nhưng mà vì thương hai em là duyên dáng, rất là đáng yêu cho nên trừ 10 triệu thôi. Trừ 10 triệu như vậy là số tiền thưởng của ca sĩ Lê Giang và Trịnh Thanh Bình là 30 triệu đồng. Hiển nhiên là Trịnh Thanh Bình và nghệ sĩ Lê Giang đã có 30 triệu đồng để đem về rồi. Nhưng mà chưa kết thúc tại đây, chúng ta còn có một thử thách cuối cùng nữa. Cả nhà cùng cười, cứ vô tư mà cười đi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Nhà Cười. Trịnh Thắng Bình và nghệ sĩ Lê Giang đã đạt được mức tiền thưởng từ Nhà Cười, đó là 30 triệu đồng. Bây giờ thì họ đang ngồi bên trong để bàn tính với nhau để đưa ra những thử thách ngược lại cho chủ nhà. Trước tiên xin mời quý vị hãy cùng xem một đoạn trích trong MV Người Thứ Ba của Trịnh Thắng Bình. Muốn là chị Cát Phượng với anh Xuân Bắc là làm hai nhân vật nam và nữ. À, trên cái clip nãy là em. Là dễ. Chị Dễ Giang muốn anh ngoài lên làm gì? Cái nét này thì nó cũng mấy làm ông nội đi. Trời ơi. Ông nội ai? Ông nội em hả? Đó, trời đất ơi, nội của Bình. Rồi đi ra đi. Rồi ra thôi đi. Vậy tôi ra. Ok. Anh ngồi diễn đi. Làm gì vậy? Anh làm coi điện thoại anh ta vậy? Ai nhắn tin cho em? Anh chuyện của em. Nói đi. Ai nhắn tin cho em? Cái điều mất lịch sự này đi coi điện thoại lén của người khác á. Đưa anh xem lại. Không được. Ai nhắn tin cho em? Anh muốn biết ai nhắn tin cho em. Bây giờ anh chỉ cần coi lại thôi, anh không cần gì khác. Đợi xíu. Mở mã chưa coi. Rồi xem đi. Anh nhớ em nhiều. Anh nhớ em nhiều. Nói. Anh nhớ em nhiều. Nè, cái điện thoại đây. Đây. Vừa rồi là. Xóa cái tin đó rồi mà không đặt anh nhớ em nhiều, nhớ em nhiều. Không phải chuyện đùa nữa. Vợ chồng sống với nhau, tôi rất tin tưởng cô. Ai vừa nhắn tin? Thì có ảnh hưởng gì không? Có liên quan cái gì không? Tôi với anh đã ly thân rồi. Tôi ly thân với anh là tôi về quê má tôi sống rồi. Thế bây là giờ anh ký đơn đi, anh cũng đâu có vừa. Chúng ta ly thân nhưng mà chưa ly dị. Dưới góc độ pháp luật, cô vẫn là vợ của tôi. Tôi bắt quả tang cô có tin nhắn tình cảm trong máy. Bề mặt cô cứ cơn cơn lên thế à hả? Bao nhiêu lần tôi cũng bắt gặp anh rồi. Không những bắt gặp trên điện thoại ha? Lần nào? Hả? Lần nào? Lần nào? Anh làm gì? Hả? Anh muốn cái gì? Ba! Mẹ! Ủa? Ba mẹ đang làm gì vậy? À ba mẹ đóng phim không? Không, có gì đâu. Ba! Mẹ! Con đi học về rồi nè. Con trai,
Trời ơi, mẹ. Rồi con. Tắm đi coi. Rồi con không biết. Mẹ. Ôi, con học không? Con học kìa, giỏi không con? Sao nay về sớm vậy? Dạ, học giỏi lắm. Thấy con mạnh khỏe không? Dạ, thấy mạnh khỏe không? Con nói nghe nè. Con, dạ. con ngồi đây. Dạ. Hồi nãy là ba mẹ diễn kịch, bây giờ con muốn coi lại cái đoạn kịch đó không? Ba mẹ được người ta mời đóng phim á. Đừng có nói dối con nít. Ba nói không được nha, con 18 tuổi nha. Con 18 tuổi mà ba với mẹ con ly thân 15 năm mà cứ phải giấu giếm con đấy. Tại sao? Sao bình thường ba mẹ nói là ba mẹ là hạnh phúc lắm mà con. Đấy là con trước đi. Mặt con thôi, bây giờ con đã đủ 18 tuổi rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của con, ba phải nói cho con biết. Mẹ con có người đàn ông khác. Ồ, món quà sinh nhật thật bất ngờ. Mẹ cho con thêm bất ngờ nữa. Trước khi mẹ có người khác thì ba con đã bao nhiêu lần cũng bỏ mẹ ra đi rồi. Lúc đó con mới có 2 tuổi thôi. Con đã 18 tuổi, con có quyền lựa chọn ở cùng ba hay ở cùng mẹ. Thôi vậy, bởi trước vì... khi mà con quyết định, giờ con có một bất ngờ cho ba mẹ được không nè? Được. Ok. Ông nội ơi, ba mẹ ly dị con nội ơi. Ông vô xử lý con ông ơi. Đó, con nói ông rồi. Thấy chưa, con nghi lắm rồi, con nghi cái vụ này lắm rồi. Hỏi rồi mà con phải tha là con nghi lắm rồi. Đó ông thấy không? Bây giờ là đó lòi ra hai người nè. Ở, ông vô xử lý giùm con đi. Cái gì vậy? Dạ, con chào ba. Nó nói là thiệt hay giỡn? Dạ, cái gì giỡn hay thiệt ạ? Nó nói là tụi bay ly dị, thiệt hay là giỡn? Dạ đâu có dạ. Đâu, sao con nói bậy quá à? Giỡn đúng không ạ? Có đâu, tụi con giỡn ơi, yêu nhau nồng cháy. Nhà con dạ. Đâu phải là chuyện giỡn chơi. Làm gì có dạ. Bằng chứng đâu, giấy tờ ly dị đâu? Dạ đâu có đâu nhà, nè, ba mươi bên. Nãy con hơi giỏi quá, con quên. Quên sao được? Mày ở trong nhà này mà. Ông sao vậy, ông lại bị quên nữa rồi. Con nói con sách mắt có chứng làm sao tao quên được. Nói đi đâu 3 năm? Ông, tụi bay để con mày đi đâu 3 năm? Thằng này suốt ngày nó lên ba, lên sàn, nó bay lắc, nó uống thuốc lắc. Bây giờ đầu óc nó cứ nghĩ cái gì ấy. Trời ơi. Anh đó nha, anh nói vậy là không được nha. Con làm sao mà bay lắc gì? Tôi đang nuôi con tôi mà nói kiểu đó nè hả? Thế nhưng mà vợ chồng đang yêu nhau, tại sao nó dần... Cái gì vậy? Vợ chồng con đang yêu nhau đó. Mà dạ. Nó lại bảo vợ chồng con ly dị. Cha mẹ mày vậy mà sao mày nói vậy con? Thằng này có hôm nó còn tưởng bằng tượng chứng đâu? Có hôm nó còn tưởng tượng mẹ nó là một con chăn bò lổm hổm ở đây cơ. Ông ơi, ông làm chứng cho con nha. Con không biết, con học hành rất là đàng hoàng tử tế. Hôm nay con 18 tuổi, con mới vừa lấy một cái bằng cấp 3 bên Mỹ về. Con về đây con định làm bất ngờ cho ba, cho mẹ, cho ông. Và giờ về. Ủa mày đi Mỹ hồi nào tao không biết. Ờ, à, đi hồi nào? Ủa chứ sao rồi tụi bay coi cho con tụi bay đi học mà tao biết. Đâu đấy, bà thấy không? Trời ơi là trời, vừa phải tôi chứ. Cái gì mà quá trời quá đất à? Cái gì vậy, tôi nói mấy lần rồi đúng không? Tôi nói đừng có ỉ nhà giàu có rồi muốn bỏ rác rồi muốn ỉ ở đâu mà ỉ. Trời ơi, mấy người phải có lỗ tai chứ. Ai gì vậy? Gió ỉ chứ ai ỉ, không lẽ mấy người ỉ? Ngồi đi. Cái nhà này biết hồi tao không biết là mày ở gần hàng xóm Dung vậy. Rồi con mày cũng vậy. Cái đất này hình như phong thủy nó không được tốt hay sao? Còn con á nha Bình, mẹ nói nha, con không được nói dối nữa. Con đi nước ngoài học hồi nào, ba mẹ làm gì có đủ khả năng cho con đi nước ngoài. Mà tự nói ba mẹ gây gỗ rồi ly dị lần sau. Cái đầu con sao vậy hả? Học theo ba mẹ chứ ai? Học theo cái gì? Học cái gì? Ba mẹ làm như ba mẹ cao quý lắm vậy. Ba tối ngày đi lăng nhăng mèo mỡ không à. Mẹ cũng vậy nữa. Nó nói gì vậy có không? Có cái gì thì từ nãy ông làm chứng rồi. Trời đất ơi. Một cái gia đình không có hạnh phúc thì sống nhau làm cái gì? Cái nhà này không có cửa. Sao y như cái nhà quan chết chủ vậy? Ai muốn ra ra, ai muốn vô vô. Hàng xóm chữ cỡ nào chữ. Ông Bình ra đóng cửa phải không? Không đóng, bà cũng leo vô à. Cái bà này bất kỳ lắm. Cho nên là bây giờ giải quyết gia đình mình đi. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Con tụi bay nói như vậy đó. Con thưa ba là thế này. Hiện nay đứa con của con là có một mình thôi. Đáng lý có một người nữa cùng phe với nó. Một người nữa cùng phe với nó thì con bé nó bị khùng rồi. Chị hàng xóm. Ba với mẹ em chói kìa chị. Ba với mẹ em sao? Chị nhớ không cái vụ mà ba mẹ em là cãi lộn nhau rồi ly thân ly vậy là chị là người cãi cho em nghe mà giờ chị làm chứng đi cho em đi. Em xích ra coi. Người ấy kìa, 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ. Máy bay bao năm tưởng tình đã quên anh. Trời ơi cái gì vậy?
ai đây? Ai vậy? Em người yêu cũ của anh mà anh quên sao? Tên gì? Giang Hột Mít. Giang Hột Mít. Bây giờ bà không còn hột mít nữa. Hột sầu riêng không cũng không được. Chứ hột gì anh? Cá tạ hột. Hồi nãy giờ đi ra đi vô đây là em đó hả? Em bị cái gì vậy? Ba ba, bạn gái cũ của ba thật đấy à? Không phải, hồi đó bạn học. Bạn học đấy ạ? Bạn học chung trường, ba học nhỏ thua ba mấy lớp. Vâng. Nói nào ngay á, trước khi mà lấy má bay á, là tao cũng có đem lòng yêu bả. Vâng. Sau này gặp má bay, nói thiệt tại vì cũng là do gia đình. Tao nghe lời bà nội bay đó. Dạ. Để lấy người kia mà bỏ bả. Dạ, con nghĩ thế là hợp lý á. Thế con phải là con của má con. Chứ bây giờ con mà lại con bà này thì con cũng chết đấy. Trời ơi. Nè, để dạ. Nói cho con nghe nha. Dạ. Đây với đây mới là tình yêu đích thực. Vâng. Còn má con là sau này thôi. Vâng. Hiểu không? Dạ. Cho nên ăn nói phải giữ mồm giữ miệng. Vâng. Ủa cô bây giờ cô đã có chồng chưa? Chưa. Cách cư xử là biết chưa chồng rồi. Ai được dám. Thôi bây giờ tới cái chuyện mà thằng Bình nó nói đây nè. Vợ chồng bay gây gỗ nhau đúng không? Dạ tụi con mới ly thân thôi ba con. Tại sao lại ly thân? Dạ tại vì anh cũng đấu đàng hoàng. Con ba không biết dạy. Con mới đẻ này có 2 tuổi là bỏ con đi theo người này người kia. Mất dạy hả mày? Tại sao vậy? Má nó không dạy ba nó. Ba phải nghe con đã chứ. Xin em đừng đụng chạm đến người đạo quốc. Tại nó mất dạy kìa. Trời con ơi, đâu có muốn ly dị. Mà cô ấy cứ hết lần này đến lần khác đòi ly dị. Trong điện thoại thỉnh thoảng là có tin nhắn reo. Cô ấy có người khác rồi. Không phải lỗi của con đâu. Người khác là cũng lỗi do mày. Đầu tiên là tại mày. Sao lại tại con? Mày cũng lăng nhăng dữ lắm. Con lăng nhăng đâu. Con chỉ hơi lằng nhằng thôi. Mày nhìn đi. Mày nhìn con vợ mày đi. Nếu như so với bà này, cái tuổi bà này lớn hơn nó nhiều, mà bà còn ăn diện vậy đó. Mà con vợ mày kìa, nó lam lũ nó làm ăn như vậy, mà mày không biết thương nó. Dạ thưa ba, sẵn đây cho con xin phép con đưa ba coi tin nhắn. Tin nhắn này phải là con bồ bịch vậy chứ. Ông hai con ổng nhắn gì đó. Dạo này em khỏe không? Ổng nói chuyện với con như là một người là em út vậy thôi mà cứ ghen tuông. Con hỏi thật ba, nếu không còn yêu nữa thì con ghen làm gì? Nếu không chăm lo cho gia đình, lo cho thằng Bình, con ghen làm gì? Tôi kể nó, tụi nó ly dị làm gì làm để hai mình yêu nhau được rồi. Bất chấp luôn kìa. Bất chấp hạnh phúc gia đình. Em cứ luôn. Ngồi đây đi. Anh giải quyết chuyện gia đình xong xuôi anh giải quyết tới em nha. Thế nào chúng ta cũng thuộc về nhau. Em yên tâm. Đó thì quyết đó mà. Giải quyết đi. Bà nói bà nghe. Cuộc sống vợ chồng á, gia đình có hạnh phúc hay không là phải biết nhường nhịn và tha thứ. Bây giờ con cảm thấy con tha thứ cho nó được không? Anh thề con là anh đừng có lăng nhăng nữa. Con ghiền Bình con bỏ hết. Mày sao? Riêng con đối với con lời thề theo gió bay đi. Tục tác mày, tục tác bây giờ. Hãy thực hiện bằng hành động cụ thể. Chứ còn ai chả thề được. Thề xin, thề xin thề, xin thề, xin thề. Từ nay trở đi á, mày không có được lăng nhăng nữa. Con của ba biết lăng nhăng